Công an thị xã Sapa phối hợp với công an quận 1 và công an phường 4 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Khánh Duy sau hơn 2 năm bị truy nã về hành vi cố ý gây thương tích. Theo hồ sơ, ngày 21 tháng 12 năm 2021, do xảy ra mâu thuẫn tại một quán ăn trên địa bàn thị xã Sapa, Nguyễn Khánh Duy trú tại tổ 5 phường Sapa cùng đồng bọn đã gây thương tích cho hai người. Tuy nhiên quá trình chấp hành biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, Duy đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Sapa đã ra quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Khánh Duy. Ngày 10 tháng 1 năm 2024, khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra hành chính tại trung cư Topaz Elis, phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ Nguyễn Khánh Duy. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Sapa đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.